Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ review hai phần phim siêu đình đám nhé các bạn. Đó là Phi Vụ Thế Kỷ. Bạn biết nghề ảo thuật là làm gì không? Chính là lấy đi sự chú ý từ người xem, bạn càng chú ý bạn càng dễ bị lừa. Anh chàng này là Danny, một ảo thuật ra đường phố. Anh bảo mọi người ghi nhớ một lá bài mà mình thích. Sau đó Danny xòe ra nhưng trong bộ bài lại không có lá đó. Khi đám đông nhốn nháo cả lên, anh ta mới nói bạn nhìn càng gần bạn sẽ thấy càng ít và ném bộ bài lên không. Ở một thành phố khác, ảo thuật ra đường phố Magic lại đang biểu diễn cho một cặp vợ chồng nọ. Chỉ một cái búng tay của anh, người vợ đã ngủ gật. Sau đó lại búng thêm một cái, bà ấy liền tỉnh dậy. Nhưng lại chẳng thể đi hay nói, tờ tiền đặt trước mắt còn không lấy được. Sau đó Magic lại quay sang ông chồng, nói mình nhìn thấy ông ấy đang suy nghĩ đến vài thứ khác. Ông ta nhanh chóng lấp liếm, nói mình sắp đi công tác ở vùng biển. Nhưng Magic chỉ dùng vài câu nói đã đoán ra được tên bát phở của ông ta, đó chính là cô em vợ của ông. Ngay lập tức liền tới công chuyện với bà vợ đứng kế bên. Lúc này Magic thi triển chiêu thức moi tiền, Magic còn vỗ trán ông chồng. Đồng thời trên một chiếc thuyền ở New York, Jack Widerbaugh bất kỳ ai chỉ ra được mánh khóe của cậu ta, sẽ nhận được $100. Sau đó, anh ta dùng tâm trí để bẻ cong nó. Mọi người kinh ngạc vỗ tay tán thưởng. Nhưng một thanh niên đã tinh mắt phát hiện ra, có một thân muỗng khác trong ống tay áo cậu. Jack đành phải đưa cho gã $100. Nhưng sau đó, người đàn ông nhanh chóng phát hiện, chiếc ví và đồng hồ xịn của mình đã bay theo làn gió. Gã đuổi theo nhưng quá muộn màng. Còn nữ ảo thuật gia với tâm hồn xinh đẹp Henley, đang thực hiện thử thách mở còng tay dưới nước, cô nàng chỉ có một phút trước khi bể cá hổ phía trên đổ xuống. Nhưng không may khi Henley mở được một bên còng thì dây xích đã mắc lại dưới sàn. Cô nàng chỉ còn cách đập cửa kêu cứu, mấy thanh niên hoảng loạn mang gậy sắt đến cứu người đẹp. Nhưng đập mãi vẫn không ăn thua, lúc này may mắn nàng ta đã gỡ được dây. Nhưng khi vừa ngoi lên lại hết giờ, khiến bể cá hổ đổ ập xuống. Mọi người sợ hãi nhìn nàng giãy giụa đau đớn, rồi cả bể nước cứ thể biến thành màu đỏ. Ngay lúc này Henley lại tinh nghịch xuất hiện giữa đám đông, khiến mọi người xem được một màn vỡ òa, kích thích vỗ tay không ngớt. Danny tự thưởng sau giờ làm việc, đang định cùng fan cứng xinh đẹp kình kịch, chợt nhìn thấy một lá bài trong chiếc giày, anh chàng ngạc nhiên đến mức đẩy luôn người đẹp xuống đất. Đồng thời cả ba người còn lại cũng nhận được lá bài tương tự với bốn hình vẽ khác nhau. Bởi con mắt, trong lá bài đó là một sự danh giá dành cho các ảo thuật gia nổi tiếng nhất. Hôm sau Henley đến địa chỉ trên lá bài, tình cờ gặp cả Danny. Anh ấy quen thói cũ bỏ cô nàng đợi ở ngoài để mình vào xem trước. Cả hai lên đến tầng trên thì gặp Magic, cửa phòng bị khóa, thành ra cả ba đứng bên ngoài trò chuyện. Danny cảnh cáo Magic đừng dùng trò điều khiển tâm trí lên người anh. Thế là hai người tình cũ không rủ cũng cãi nhau, màn solo võ mồm chỉ kết thúc khi Jack đến. Cậu ta tay bắt mặt mừng nói mình là fan hâm mộ của Danny. Và với Jack thì chẳng có cánh cửa nào là khóa hết. Cậu chỉ nhẹ nhàng dùng một dụng cụ đã dễ dàng mở cửa ra. Bên trong căn phòng bụi bẩn ấy đặt một tờ giấy. Henley nhặt đóa hồng lên cắm vào bình. Nước liền chảy ra ngoài lấp đầy biểu tượng được khắc trên sàn. Nước đá khô bốc lên khói trắng. Mọi người thấy có gì đó lạ lạ. Nên Magic đã xin 5 giây để định thần và chả thấy gì hết. Danny tìm đến bật công tắc nhưng không có điện. Magic thử đưa tay vặn bóng đèn. Không ngờ khởi động 3 chiếc máy chiếu được giấu trong góc phòng. Rất nhiều hình ảnh chiếu ra trước mắt mọi người. Một năm sau, tại Las Vegas, 4 ảo thuật gia xuất hiện tại một show diễn danh tiếng. Với cái tên cực oách là Bộ Tứ Kỹ Sĩ. Họ dõng dạc tuyên bố một điều mà các bạn chớ nên thử ở ngân hàng. Đêm nay chúng tôi sẽ cướp ngân hàng. Mọi người ở khán đài lập tức dần dần cả lên, mà trên hàng ghế xa xa lúc này, nhân viên phát hiện ông già Jack Lee đang quay phim. Điều này là phạm luật nên họ đã tịch thu chiếc máy của lão. Jack Lee đưa máy cho anh ta, sau đó lôi chiếc máy nhỏ khác ra quay tiếp. Mở đầu Danny bảo đồng đội mang số ra cho mọi người chọn ngẫu nhiên. Sau đó anh dựa theo kết quả từ 3 người. Có được vị trí ghế B513. Đó là một người đàn ông mặc vest trắng đến từ Pháp tên Fossi. Ông ta gửi tiền vào một ngân hàng ở Paris. Tuy hơi xa Las Vegas, nhưng bộ tứ kỵ sĩ vẫn mời ông ta lên chứng kiến họ làm vụ cướp. Danny còn tranh thủ giới thiệu vị tỷ phú tay lo, và ông ấy cũng là nhà tài trợ cho chương trình của họ. Khi Fossi tiến về sân khấu, dừng khoảng chừng là 2 giây. Bạn sẽ thấy Magic đánh nhẹ vào người anh ta một cái. Sau đó họ đội cho Fossi một chiếc nón thần kỳ. Rồi bảo anh ta chọn một lá bài ký tên lên rồi cất vào túi. Cô nàng Henley phóng ra một mảnh vải. Mảnh vải múa lượn rồi hiện ra một cánh cửa thần kỳ. Vị khách bước vào cỗ máy, họ thả màn xuống. Và bùm một phát chiếc máy gập lại khiến cả khán đài nín thở. Đồng thời trên màn hình lại xuất hiện hình ảnh Fossi. Anh ta thật sự đang đứng trong két sắt ngân hàng Paris, với hơn 3 triệu euro trước mặt. Danny bảo anh ấy lấy tấm vé và lá bài có chữ ký đặt nó giữa đống tiền. Sau đó nhấn vào chiếc nút trên nón để chuyển số tiền đó sang sân khấu ở Las Vegas. Và lập tức số tiền bị hút lên chiếc lỗ trên trần nhà. Bên ngoài nhân viên ngân hàng đang bắt đầu mở cửa. Khi họ tiến vào két sắt chỉ còn đúng cái nịt.
mà số tiền đó lúc này lại bay đầy sân khấu của buổi diễn, mọi người vui sướng mà thi nhau nhặt tiền. Đi xem diễn còn được tiền sướng nhất rồi. Màn trình diễn cứ thế khép lại. Bên phía cảnh sát lại sứt đầu mẻ trán vì vụ cướp giữa ban ngày này. Evan dẫn đội vào nhà bắt cả bốn về sở cảnh sát, ông giao vụ này lại cho Dylan và đặc vụ Amber. Anh ta vốn không tin vào trò ảo thuật vớ vẩn này. Nhưng Amber nói mình nhất định phải mang về được bản báo cáo mới thôi. Dylan chỉ đành vào phòng thẩm vấn Fosse. Anh ta khẳng định mình đã cướp ngân hàng bởi chiếc nón dịch chuyển trong vòng 3 giây. Amber nhận ra anh ta đã bị thôi miên. Lúc này Dylan tức tối nói cô nàng vớ vẩn. Không ngờ đây chính là từ khóa khởi động. Lúc này Dylan đành thỏa hiệp, nhìn vào phòng thẩm vấn. Henley thì chơi ghế xoay, Jack thì ngủ như ở nhà, hai người đành chọn Merritt để thẩm vấn đầu tiên. Evan đã cảnh báo Merritt rất giỏi tâm thần học. Bảo anh đừng tin những điều ông ta nói. Dylan không quan tâm lắm, anh đọc một loạt sơ yếu lý lịch của Merritt. Ông từng là một ảo thuật gia rất nổi tiếng. Nhưng rồi anh trai lại ôm hết tiền đi để lại một đống nợ nần, hào quang biến mất từ đó. Merritt bị nhắc đến vết thương lòng, nên lập tức trả đũa. Gã bóc phốt Amber chỉ là cô gái làm việc trên bàn giấy. Trong khi Dylan luôn bị ám ảnh bởi việc bị bố bỏ rơi từ bé. Sau đó lại đến Danny, anh chàng không quan tâm cảnh sát nói gì, chỉ biết nếu họ bắt anh nghĩa là tin vào trò ảo thuật. Vậy thì lại khác gì bọn ngốc. Không ngờ Danny chỉ đứng lên đập tay vào bàn, chiếc còng tay lập tức chuyển sang Dylan. Mà chìa khóa lại nằm trong lon nước ngọt chưa khui. Cứ thế cảnh sát không đủ bằng chứng, chỉ có thể thả bộ tứ này ra. Evan đề nghị Dylan hãy đi gặp Bradley, người đã quay được màn ảo thuật hôm ấy. Ông ta là một cựu ảo thuật gia, hiện giờ lại trở thành vua giải mã những màn ảo thuật. Dylan và Amber đến gặp Bradley, ông ta cầm ly nước lọc lên xoay vài vòng. Nó đã biến thành rượu vang. Dylan ngỡ ngàng rồi, nhưng lão lập tức tiết lộ viên thuốc đỏ trong bàn tay mình. Anh thắc mắc sao Bradley lại giải nghệ. Ông ta bảo hàng năm thế giới có 1,6 triệu người xem ảo thuật. Nhưng số đĩa giải mã ông bán lên đến 5 triệu. Bởi nhu cầu hiểu biết luôn cao hơn, nhu cầu bị lừa gạt và lão căm ghét những kẻ lợi dụng sự nhẹ dạ của công chúng. Lúc này, Amber nhắc đến Lionel Sai. Một ảo thuật gia đại tài cũng là người đầu tiên bị Bradley bóc mẽ. Cuối cùng lão và trợ lý đành mang hai người đi đến sân khấu, mà bộ tứ kỵ sĩ đã trình diễn hôm trước. Bradley bảo Dylan đội nón dịch chuyển và bước vào cỗ máy. Lập tức anh ta rơi xuống một căn phòng bên dưới sân khấu. Lúc này mọi người cũng từ cầu thang bước xuống. Hóa ra nhóm kỵ sĩ đã tạo một căn hầm y hệt ngân hàng của Fosse. Nhưng tại sao họ lại biết mình sẽ chọn chúng anh ta? Thật ra chẳng có gì gọi là ngẫu nhiên cả. Ba người họ đã giấu sẵn bóng trong tay. Còn vị khách mời họ vốn đã nghiên cứu và dùng thuật thôi miên. Sau đó dùng thẻ tín dụng của Fosse để biết ngân hàng anh ta dùng cho đến lúc anh ấy lên sân khấu thì kích hoạt. Rồi họ lại trốn sẵn vào chiếc xe chuyển tiền của ngân hàng. Sau đó một người vừa làm cảnh sát giao thông bắt xe dừng lại. Sau khi chuốc mê nhân viên, họ đổi hết số tiền thật đó bằng tiền giả. Và cuối cùng họ dùng giấy cháy để làm đống tiền giả đó bốc hơi. Chỉ để lại lá bài và đôi vé biểu diễn đã chuẩn bị sẵn từ trước. Hai hôm sau bộ tứ kỵ sĩ lại có buổi biểu diễn lớn. Cả bọn được ngồi chuyên cơ riêng của tay lo. Danny tiếp tục công cuộc tán gái. Đồng thời hai người Dylan cũng ngồi máy bay đến buổi biểu diễn. Anh chàng thì ghét trò lừa gạt gần chết. Trong khi cô nàng lại rất hứng thú, Amber bảo anh chọn một lá bài. Sau khi uống ba la thì ra sai bet. Lá Dylan chọn lại bị nàng bất cẩn làm rơi trên người vị khách kế bên. Amber thử làm lần thứ hai thì đoán đúng lá bài anh chọn. Lúc này cô ấy mới hỏi Dylan có cảm thấy bị lợi dụng không, hay là cảm thấy thoải mái vì đây là một niềm vui nhỏ. Bên phía này Danny lại rất rén mỗi khi Merritt nhìn vào mắt anh ta. Danny cảm thấy mình cũng biết một chút về trò đọc tâm trí. Bèn đi thử với nhà tài trợ tay lo. Nhưng anh đoán ba câu đều sai cả ba, khiến mọi người được một phen cười mệt. Hai người Dylan đến nơi, đường phố đông nghẹt còn chả thuê được phòng. Anh đang loay hoay không biết ở đâu. Thì Amber lại la cà, cô nàng đã xin ở nhờ được nhà một bà cụ. Còn vua giải mã đang ghi hình cho tập mới nhất, lão nhắc đến truyền thuyết ngày xưa Ai Cập cổ đại có một hội mắt thần. Họ dùng ảo thuật để ăn cắp thức ăn từ người giàu, để chia cho người nghèo, và bộ tứ kỵ sĩ là lũ ngu ngốc khi tin vào truyền thuyết này. Nhưng tay lo bỗng dưng xuất hiện, đưa cho ông ta chi phiếu 3,5 triệu để dừng trò này lại. Nhưng dĩ nhiên là Bradley không đồng ý. Rượu mời không uống nên tay lo đã lấy quyền lực vào quan hệ của mình, đe dọa sẽ lấy đi tất cả của lão nếu làm ảnh hưởng đến sự đầu tư của mình. Bradley ôm cục tức đến tìm bộ tứ để khích tướng. Merritt xem thường lão nói ra quá khứ của Bradley, rằng ông ta vốn là kẻ có ước mơ trở thành ảo thuật gia vĩ đại, nhưng tài năng không thể so sánh với ai, nên cuối cùng kết thúc sự nghiệp và quay sang phá bĩnh những tài năng thật sự. Không ngờ bị ăn một cú đau, mặt Bradley lập tức đen như đít nồi. Lúc này Danny còn nói mình vừa tập một trò ảo thuật, kêu ông ta chọn một lá bài. Lão bóc mẽ rằng nó ở trong tay áo Danny, nhưng cuối cùng nó lại ở trong túi của lão. Lá bài với từ chết đi.
Buổi biểu diễn bắt đầu, Danny xin giới thiệu hai người đặc biệt. Chính là bộ đôi cảnh sát Dylan với lời hứa sẽ bắt mình. Đầu tiên Danny mang ra một chiếc hộp, Henley thì đặt chú thỏ vào. Sau đó mở hộp ra chú thỏ đã biến mất, hai người lập tức giải mã màn ảo thuật này ngay trên sân khấu. Hóa ra con thỏ vẫn ở đó, chỉ bị ngăn bởi một chiếc gương mà thôi. Còn Magic gọi vài khán giả tình nguyện lên. Rồi thôi miên cả tập thể cùng nhau chơi bóng. Jack chọn ngẫu nhiên những vị khách, sau đó cậu tung bộ bài ra, những lá bài họ chọn ghim chúng vào chiếc bút. Cậu còn ném một lá bài cắt đứt cả thân bút. Lát sau Danny lại dùng tay tạo nên những chiếc bong bóng xà phòng. Chiếc cuối cùng Henley còn chạy vào trong, bong bóng mang cô nàng bay lên cao nhào lộn trên không trung. Rồi bỗng dưng nó vỡ ra khiến Henley rơi xuống nhưng đã có Danny bên dưới đỡ lấy. Mọi người vỗ tay không thôi. Vào giờ giải lao Magic, bảo khán giả ghi số tiền họ có trong tài khoản rồi đặt vào phong bì. Sau đó hét to tên mình lên Magic gọi tên vài người. Anh bảo phụ nữ da đen xinh đẹp này. Tập trung nghĩ đến số tiền của mình rồi đếm đến 10. Magic lập tức đoán đúng số tài khoản của cô ấy, nhưng sau đó anh lại bảo cô ta đã nhầm rồi. Magic bảo tất cả cùng nhau đứng đặt phong bì lên trán, rồi bảo sẽ cho mọi người thấy họ đều đã lầm rồi. Sau đó bộ tứ kỵ sĩ mời mạnh thường quân Chandler lên sân khấu. Jack mang lên một cái phong bì siêu toa khổng lồ, với số tài sản của lão hơn 140 triệu đô. Sau đó Magic bảo mọi người lấy đèn pin soi vào tờ giấy. Số tiền chính xác của họ sẽ hiện ra. Jack cũng mang lên một cái đèn pin tương ứng. Khi cậu soi vào tờ giấy của tay lo các con số trên đó dần giảm. Trong khi tài khoản khán giả bên dưới lần lượt tăng lên. Lúc này bộ tứ kỵ sĩ công bố rằng những khán giả này đều là nạn nhân của một thảm họa và bọn họ đều mua bảo hiểm của tay lo. Nhưng lại bị ông ta bỏ mặc không bồi thường. Mọi người lập tức lấy điện thoại ra kiểm tra, thấy tài khoản của mình thật sự tăng lên. Cả khán đài vỡ òa hạnh phúc. Còn tay lo tức ói máu muốn lao đến chỗ bộ tứ. Nhưng hắn đã bị họ còng chân lại từ lâu, lúc này cảnh sát ập đến. Nhưng bộ tứ kỵ sĩ đã đu dây đi mất, họ thì bị giữ lại bởi những khán giả bên dưới. Evan nói bộ tứ có mang một loại đồng hồ định vị. Đưa máy dò tín hiệu cho Dylan, anh lập tức đuổi theo chấm đỏ trên máy. Nhảy lên một loạt xe khiến chúng báo hiệu ỏm tỏi. Sau khi văng qua mấy ngôi nhà, lại gặp phải lễ hội đường phố đông nghịt. Mà Amber lại đang đuổi theo Danny trong dòng người, cô dùng súng khống chế anh ta. Nhưng đã không dám bắn và để Danny chạy thoát. Dylan đuổi đến một nhà vệ sinh, thì bị chính người của mình bao vây. Anh xem lại trong túi, hóa ra anh luôn tự theo dõi mình. Đêm đó cảnh sát và Dylan mất mặt không chịu được, khắp nơi đưa tin anh là tay cớm thất bại. Dylan buồn bã tìm đến quán rượu, Amber đến an ủi anh. Nhưng chàng trai nóng tính ấy lại đổ thừa cô nàng, khiến hai người cãi nhau một trận. Anh còn bị Amber quật lên bàn rồi bỏ về. Còn tay lo bị ăn bột vố đau điếng, nên đã hẹn gặp bờ Jack Lee. Ông ta nói đây là một màn đại ảo thuật, được chuẩn bị từ trước và nó vẫn chưa kết thúc đâu. Nên tay lo quyết định dùng số tiền gấp đôi để nhờ bờ giáp, Ly làm bẽ mặt nhóm kỵ sĩ. Dylan thấu hiểu trở về nhà, nhìn thấy Amber đọc sách đến ngủ quên. Anh nhẹ nhàng lấy đi quyển sách và tính đọc thử. Amber bị đánh thức nên đi ra đọc cùng. Cô nói có một đội nhóm những người nắm giữ ảo thuật thật sự gọi là mắt thần. Mỗi thế kỷ họ chỉ tuyển người mới 2 lần. Và có thể bộ tứ liên quan đến tổ chức này. Amber còn nghĩ có khi còn kỵ sĩ thứ 5 mà họ chưa biết. Cô nàng nói nếu mắt thần có thật nó có theo dõi chúng ta không? Lúc này Dylan lại phát hiện, điện thoại mình bị gắn nghe lén. Khi xem lại băng phỏng vấn, phát hiện nhân lúc đổ nước Danny đã cài vào điện thoại của anh. Dylan bảo mọi người hãy vờ như không biết gì cả. Sau đó truy cập ra vị trí của bộ tứ, và lập tức bay đến dàn trận muốn tóm gọn họ. Nhưng kỵ sĩ cũng đã thu dọn xong, trốn xuống tầng bằng đường ống giáp. Lúc Dylan và Evan bước vào phòng chỉ thấy đống lửa đang cháy, không còn bóng dáng ai. Mà Jack lại nhẹ nhàng bước từ trên tủ xuống, nấp sau lưng Evan, lấy khăn ướt bịt miệng ông ta lại. Rồi lột hai tay áo nhét chúng xuống bồn rửa chén. Bật công tắc hút nước khiến ông ta không thể cử động. Sau đó giật dây lưng Evan chụp súng của Dylan. Anh đấm gã nhưng Jack cũng xông vào đẩy ngã anh. Cả hai sau vài chiêu loạn xạ, Jack đã khóa chân Dylan vào bàn. Sau đó còn giả giọng anh điều cảnh sát đi tìm nơi khác. Cậu ta nhanh chóng gom tài liệu chạy đi, bị hắn ném dây cháy tới tấp vào mặt. Anh đá Jack văng vào tấm rèm. Sau khi loang quăng một lúc lại thấy Jack đã xuất hiện phía sau lưng, lại đá Jack một cú ngã ra sàn rồi tranh thủ tháo còng chân. Cậu ta quay sang phóng những lá bài vào mặt anh, Dylan tức điên đuổi theo gã xuống đường ống giáp. Jack giật lấy sắt tài liệu rồi chạy đi, cậu ra ngoài làm vài chiêu đã khống chế được hai tay cớm và cướp xe họ chạy trốn. Amber bị giữ bên ngoài ngứa nghề, cũng chấn lột xe đồng nghiệp chạy đi, kịp thời đón Dylan đuổi theo Jack. Cả hai đuổi nhau lên cao tốc, nhưng đoạn lên cầu xe chen chúc đông. Nàng bị cản trở bởi một chiếc xe buýt, không lách lên được liền đâm vào thanh chắn khiến chiếc xe lật tung. Dylan chạy đến muốn kéo cậu ta ra, nhưng bị kẹt, chỉ kịp lấy được tờ tài liệu trước khi chiếc xe nổ tung. Lát sau Dylan lại nhận được cuộc gọi từ bờ Jack Lee, ông ta cảnh báo rằng Amber có vấn đề.
dù phản bác lão, nhưng anh ấy lại thật sự để ý, vì thế lại nghi ngờ và cãi nhau với Anmer. Trong khi vụ án này đã được giao quyền chỉ huy cho người khác, qua tài liệu anh lấy được đồng nghiệp điều tra ra nhà thầu an ninh tư nhân Elhon đã giấu nửa tỷ đô trong một cái hầm ở nhà kho. Đó có lẽ là điểm đến cuối cùng của bộ tứ. Cả đội lập tức chạy đến nơi thì không thấy cái két đâu. Nhân viên nói Evan đã ra lệnh họ chuyển đi. Nhưng làm gì có, bỗng dưng một tiếng nhạc vang lên, ông anh này nhắm mắt lại đàn vai Olen. Hóa ra ông ta đã bị thôi miên từ lúc nào. Dylan chạy ra ngoài đuổi theo xe chở két sắt. Sau đó họ quyết định vẫn làm theo kế hoạch của nhóm kỵ sĩ. Bám theo xe tiền sẽ dẫn họ đến chỗ bọn chúng. Trong xe Dylan thấy bọn họ vừa đăng video 20 phút trước, nói rằng cả nhóm sẽ khởi đầu một việc trọng đại hơn tất cả. Quần chúng háo hức chen nhau đến buổi biểu diễn, chờ xem màn thách thức của những kỵ sĩ với cảnh sát. Bên này cảnh sát nấp trong xe tiền, không đợi được các kỵ sĩ đến, mà kẻ đến lại là Berzakli. Dylan bắt đầu nghi ngờ ông ta là kỵ sĩ thứ 5, nhưng lão bảo anh như ngốc khi Dylan mở xe tải ra. Bên trong chỉ là một đống vải và bong bóng đồ chơi. Trong khi bên ngoài buổi biểu diễn đã bắt đầu mở màn, Danny lên màn ảnh rộng nói đây sẽ là đêm diễn cuối cùng của bộ tứ kỵ sĩ, rồi xuất hiện trên mái nhà. Cảnh sát dốc hết nhân lực chen chúc gửi lên, bởi đây là cơ hội cuối cùng để tóm được bọn họ. Đồng thời lúc này ba kỵ sĩ đang trong thang máy tòa nhà, bày tỏ tình cảm đồng đội và nghĩ xem khi kết thúc mình sẽ làm gì. Cảnh sát chạy lên tới nơi chỉ tóm được một đống hình nộm. Hai người Anmer đuổi đến chỉ nhìn thấy những chiếc máy chiếu. Bởi bộ ba lúc này đã lên nóc nhà bắt con gà rồi, họ nắm tay nhau sau đó tuyên bố sẽ mang phép màu đến thế giới. Nhìn bọn họ chuẩn bị chạy mất, Dylan đã mất bình tĩnh bắn ra một phát súng. May mà Anmer bên cạnh đã cản anh lại. Sau đó bộ ba từ trên mái nhà cao tầng nhảy xuống, biến thành một cơn mưa tiền, hiện trường lập tức loạn cả lên. Không ai hay ba nhà ảo thuật ấy, lúc này đang chạy trốn hụt hơi trên mái nhà cạnh đó. Thế này là kết thúc rồi, Dylan chẳng còn cách nào để bắt bọn họ nữa, anh nói Anmer đã đúng, anh đấu không lại bọn họ. Hai người nhìn nhau say đắm rồi trao cho nhau một nụ hôn tạm biệt. Bỗng dưng Evan tìm đến Dylan còn đang mất hồn, nói cơn mưa tiền đó toàn là những tờ giấy lộn, mà số tiền thật hiện giờ lại ở trong xe vua giải mã ảo thuật Berzakli. Cảnh sát cũng vừa ập tới bắt gọn lão ta. Ba kỵ sĩ ra đến trung tâm nhìn thấy khắp nơi đều là tin tức buổi diễn của mình. Họ còn phải đi đến một nơi nữa. Hôm sau Dylan vào tù thăm Berzakli. Ông ta nói mình bị oan và có cách để chứng minh, nghe thử cũng chẳng mất mát gì. Lão nói nhớ cho con thỏ không, bộ tứ cũng làm tương tự như vậy với căn phòng. Đã dùng một tấm kính che chiếc két sắt lại. Khi cảnh sát vào nhìn không thấy két sắt nên đã lập tức chạy đi tìm kỵ sĩ. Trong khi đó kỵ sĩ lẽ ra đã chết rồi, lại lẻn vào nhà kho phá két sắt lấy hết số tiền đó, rồi nhét vào xe ông. Lúc này bên phía kỵ sĩ, họ đến công viên và gặp Jack vẫn lạnh lùng bước ra. Vậy vụ nổ trên cầu là thế nào? Các kỵ sĩ đã đợi sẵn trên cầu bằng một chiếc xe giống như xe Jack. Ngay khi Dylan bị cản trở tầm nhìn, họ lập tức đánh cháo chiếc đó vào thay thế rồi tạo ra một vụ tai nạn. Còn cái xác đó cũng được bọn họ lấy cắp từ nhà xác ra. Nhưng tại sao họ lại làm vậy? Họ chẳng có lợi ích gì trong việc này cả. Đây cũng là điều Berzakli muốn biết. Lúc này Dylan nói anh biết tận sâu, trong lòng lão muốn được là một phần của mắt thần. Vì anh không được nên đã phá cho bõ tức, Berzakli phủ nhận mắt thần không có thật. Vậy người đứng sau màn biểu diễn này là ai? Ông ta nghĩ người này là kẻ sẵn sàng hy sinh tất cả, quay về sau lưng mình lại chẳng có ai cả. Mà Dylan lúc này đã đứng ngoài song sắt, anh nói đã chờ ngày này lâu lắm rồi bỏ đi. Lão ta chỉ còn có thể dành khoảng đời còn lại gỡ lịch mà không biết tại sao. Mà bộ tứ kỵ sĩ lúc này đã tìm đến gốc cây mang tên Leonensai. Bộ tứ kỵ sĩ đã đặt 4 tấm vé của mình vào thành 1, rồi soi con mắt thần vào lá bài. Nó lập tức sáng lên khởi động trò ngựa quay gần đó. Dylan đã xuất hiện trước mặt mọi người, bọn họ cũng vô cùng ngỡ ngàng và ngơ ngác. Nghĩ đến những gì mình đã làm với anh cảnh sát này, họ lo sợ mình sẽ mất vé. Nhưng anh đã cười và nói, chào mừng mọi người đến với mắt thần. Sau đó Dylan nhảy lên đu quay rồi biến mất, bộ tứ cũng làm theo và biến mất trong ánh sáng rực rỡ. Ở Pháp, Anmer như thường lệ đi dạo trên chiếc cầu đầy ổ khóa. Dylan xuất hiện đột ngột phía sau Anmer. Hóa ra anh chính là con trai của ảo thuật gia thiên tài Leonensai. Anmer nghe xong quyết định sẽ che giấu chuyện này cho Dylan. Sau đó hai người khóa bí mật này lại trên cây cầu, rồi ném chìa khóa xuống lòng sông sâu. Phần 1 đến đây là kết thúc. Chúng ta tiếp tục với phần 2 nhé. Quay lại quá khứ khi Dylan chỉ là một cậu bé miệng còn hôi sữa. Cậu đến xem buổi biểu diễn của cha mình là ảo thuật gia huyền thoại Leonensai. Đó là bị nhốt vào một cái két sắt và thoát khỏi đó trong thời gian ngắn. Thời gian trôi qua nhưng vẫn không thấy ông đâu cả, chỉ có tiếng đội cứu hộ mà thôi. Danny tự mình đi tìm kiếm dấu vết của hội nhãn thần. Anh đến được một căn hầm dưới lòng đất và nghe giọng nói bí ẩn thông báo rằng sự chờ đợi này sẽ sớm kết thúc. Và chàng xứng đáng làm đội trưởng hơn là Dylan. Tại sở cảnh sát Dylan vẫn là anh chàng cảnh sát cùi bắp.
dự đoán nhóm tứ kỵ sĩ sẽ tấn công công ty phần mềm Okta. Nhưng đồng nghiệp xem anh như thằng điên chả ai quan tâm. Bên này Danny vừa về đến nhà khi gặp một cô gái lạ mặt. Vừa mới đi vài bước đã khởi động một cái bẫy rơi đúng đầu cô gái. Tuy nhiên đó chỉ là một màn ảo thuật nghiệp dư mà thôi, cô gái vẫn ngồi thản nhiên uống nước cùng anh. Nàng nói mình muốn gia nhập hội mắt thần giống như Danny. Mặc kệ cô gái nói gì, Danny vẫn trói cô ta lại. Nhưng vừa quay lưng cô gái đã biến mất. Tại nơi hội họp, Dylan giới thiệu một thành viên nữ mới gia nhập tên là Luna. Cô nàng sẽ thay thế cho thành viên cũ Henley. Dylan giao nhiệm vụ lần này là theo dõi giám đốc của Okta là Owen. Okta đang bán mẫu điện thoại ra cho mọi người sử dụng và âm thầm bán thông tin khách hàng để kiếm lợi nhuận. Nên mắt thần quyết định phơi bày chuyện này ra ánh sáng. Đến ngày Okta quảng bá sản phẩm cũng là lúc tứ kỵ sĩ ra tay. Jack giả dạng là một nhân viên an ninh, Danny hóa trang là một người phục vụ bưng đồ ăn. Tuy nhiên khi đi vào trong, anh liền cởi bỏ lớp trang phục. Đây đúng là một màn lột xác nhanh gọn lẹ mà không ai hay biết. Danny còn thành công xin chữ ký của Owen. Anh lại biến thành nhân viên kỹ thuật đi đến phòng camera giám sát. Một màn lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng đã xảy ra. Nhân viên an ninh thấy hình xăm tù nhân liền bắt anh nhân viên kia đi. Trong lúc anh ta định gọi điện cho sếp thì đụng phải rách. Cái kết là điện thoại lại biến thành quả chuối. Danny đã phủ phép các camera và rời đi. Còn Luna thì trở thành một nữ đầu bếp xinh đẹp. Nàng bắt đầu quậy anh chàng đầu bếp bên cạnh để gây sự chú ý. Trong lúc xô xát còn cố tình làm đứt cánh tay mình. Khán giả được một phen nhồi máu cơ tim với người đẹp. Meredith có cơ hội tiếp cận Owen và bắt đầu thôi miên anh ta. Ông đưa người này đi đến một căn phòng có thiết bị phát trực tuyến. Bộ tứ kỵ sĩ cùng nhau tập hợp dưới sân khấu. Meredith điều khiển tâm trí của Owen nói theo những lời của mình. Owen nói với khán giả rằng đã mời bộ tứ kỵ sĩ đến vạch trần cho việc bận của mình. Nhóm thành viên bộ tứ kỵ sĩ đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Họ nói cho khán giả biết Owen đã bán tất cả thông tin cá nhân của mọi người để kiếm lời. Tuy nhiên mới nói được vài câu bỗng dưng bị sự cố kỹ thuật. Một người thần bí trong màn hình cho rằng bộ tứ kỵ sĩ mới là bịp bợm. Lúc này Dylan phát hiện ra một lá bài trong điện thoại của mình. Bên ngoài FBI có được thông tin bộ tứ kỵ sĩ nên đã xông đến. Jack khóa cửa thang máy không cho họ đi vào. Dylan biết không thể ngăn cản FBI nên đã bỏ cả nhóm tẩu thoát. Người thần bí đã vạch mặt Jack vẫn còn sống và đang cải trang là nhân viên an ninh. Người thần bí kia lại bốc phốt kẻ thủ lĩnh chính là Dylan. Đồng nghiệp nhanh chóng tóm lấy anh khống chế, nhưng chẳng mấy chốc Dylan đã lật ngược tình thế và bỏ trốn. Bộ tứ kỵ sĩ thì trên mái nhà chạy té khói. Sau đó nhảy vào một đường ống đã thiết kế từ trước. Cả nhóm rơi xuống thùng rác của một nhà hàng người Hoa. Nhân viên nơi đây tỏ thái độ lồi lõm bắt bọn họ đẩy ra ngoài. Meredith nhìn thấy cả khu phố người Hoa đập vào mặt, khi quay vào trong lại nghe một giọng cười quen thuộc. Đó chính là Chaser, anh sinh đôi của Meredith. Danny đang định túm cổ hắn liền bị bao vây bởi đám xã hội đen. Hắn giải thích cả nhóm đã nhảy từ nóc New York và hiện tại đang ở Macau. Bộ tứ kỵ sĩ bị bắt vào lên xe giải đi. Hôm sau tin tức bộ tứ kỵ sĩ lộ mặt đã phát sóng trên truyền hình. Dylan điện thoại cho bộ tứ nhưng không được, bỗng có cuộc gọi đến từ Berkeley. Ông ta nói chính Dylan đã khơi nguồn chuyện này và người tiếp theo sẽ là anh. Trở về Macau, Chaser kể rằng một tuần trước mình giả dạng là một nhân viên giao bánh pizza, ghé thăm nhà Meredith. Chỉ cần một chút thủ thuật nhỏ đã hạ gục Meredith. Sau đó check hết thông tin cá nhân của bộ tứ kỵ sĩ. Cuối cùng chiếc xe dừng lại tại một sòng bạc lớn nhất Macau. Ngay khi thang máy mở cửa, người thần bí kia đã lộ diện. Đó chính là chàng trai Harry Potter, à nhầm, anh là Walter Mabuzi. Hắn cho bộ tứ kỵ sĩ nhìn thấy bộ vi xử lý quyền lực của mình. Walter cũng lý giải màn ảo thuật của mình. Hắn đã đặt một đường ống gần kề với cái của bọn họ. Và trong ống nước có xung điện cùng giọng nói khiến bọn họ ngủ mê. Không những vậy, Walter còn cho cả bọn xem video về hành trình đi đến Macau. Hắn còn tranh thủ chụp ảnh tự sướng các tư thế ngủ của bộ tứ kỵ sĩ. Walter nói mình là bạn thân của Owen, đồng sáng tạo ra con chip quyền lực có khả năng kết nối với tất cả máy tính trên hành tinh. Nó có thể mã hóa mọi dữ liệu và phá tường lửa của mọi máy tính, thao túng thị trường và do thám bất kỳ ai mà nó muốn. Walter có thể mua lại nhưng hắn vẫn thích bộ tứ kỵ sĩ đi trộm cho mình. Nếu không đồng ý, họ sẽ được lên bàn thờ ngắm phao câu gà. Jack, Luna và Meredith đứng lên phản đối chuyện này và họ chỉ nghe lệnh của Dylan mà thôi. Nhưng Danny lại quyết định sẽ làm chuyến này. Bên này Dylan giả mạo giấy tờ FBI đến thăm Berkeley. Ông ta muốn anh phải đưa mình ra khỏi nhà tù trong vòng 24 giờ. Đổi lại ông ta sẽ phối hợp với Dylan để cứu nhóm tứ kỵ sĩ. Cuối cùng Dylan đồng ý đưa ông ta ra bên ngoài. Berkeley tiết lộ bộ tứ kỵ sĩ đang ở Macau. Quay lại Macau, nhóm tứ kỵ sĩ đi đến cửa hàng bán đạo cụ ảo thuật. Tại đây Châu Kiệt Luân không đi hát mà làm nhân viên bán hàng. Anh đi ra giới thiệu vài sản phẩm rẻ tiền mua 2 tặng 1. Danny muốn mua loại rẻ tiền để có thể giấu con chip vào mà không bị máy dò phát hiện. Lợi dụng lúc Chaser đi ra bên ngoài, anh đã liên lạc với hội mắt thần. Trở về nhà, Danny tạm thời làm đội trưởng,
phân tích bản đồ nơi Okta cất giấu con chip. Rất may là con chip vừa vặn với lá bài. Thế là cả bọn tập di chuyển lá bài một cách nhuần nhuyễn nếu bị lục soát. Bộ tứ kỵ sĩ còn tận dụng cơ hội ở sòng bạc, túm lấy một tên mafia định mua con chip dễ dàng thôi miên hắn. Để vào trung tâm cất giấu con chip, người quản lý bảo họ phải tháo hết những vật dụng kim loại trên người để đi qua máy quét. Sau đó cả nhóm nước qua máy quét một cách an toàn. Quản lý dẫn tứ kỵ sĩ vào căn phòng chứa bộ vi xử lý, thứ mà ông ta gọi là cán chổi ma thuật, có khả năng xóa sạch bất kỳ hệ thống máy tính nào trên hành tinh. Mejit hắt xì liên tục gây sự chú ý đến nhóm an ninh. Luna lấy thanh cài tóc đưa cho Jack. Anh nhảy xuống phía dưới bộ máy dùng tay tháo lắp vỏ. Sau đó nhẹ nhàng lấy con chip gắn vào lá bài, rồi rời đi như một vị thánh. Bên ngoài Danny và người đẹp đặt nhiều câu hỏi với quản lý. Tuy nhiên khi Jack quay lại bất thường đã làm ông ta hoài nghi. Không những vậy ông ta còn cho an ninh lục soát người bọn họ. Người đầu tiên là Jack bị đưa tay lên. Anh di chuyển lá bài một cách lộ liễu nhưng anh bảo vệ vẫn không thấy. Anh ném lá bài sang cho Danny, anh chàng luồn lá bài qua tay áo, rồi xuống ống quần chuyển sang chiếc giày cao gót của Luna. Nàng thừa dịp ôm anh bảo vệ đẹp trai để lấy thẻ bài. Người đẹp đưa lá bài ra sau gáy rồi chuyển vào hai quả đồi. Thấy anh nhân viên gần chạm vào liền đẩy ra. Luna tự mình kéo chiếc áo ngực khiến hai anh bảo vệ chảy nước miếng. Sau đó phù phép lên cái áo nhỏ rồi ném sang một bên. Nàng vẫn giữ lá bài nhưng cố tình làm mất tập trung bảo vệ. Mejit lấy lá bài ra khỏi mông bảo vệ. Ông gắn sợi dây rồi chuyển lại cho Danny. Nhưng do gấp quá làm một bảo vệ chú ý, ngay lập tức ba bảo vệ đẹp trai khoai to bu quanh chàng. Tuy nhiên khi Danny quay lại thì không có một lá bài nào cả. Nhân viên đến lục túi áo bị anh đẩy ra. Danny tự kéo áo ra để chứng minh sự trong sạch. Đúng là cái gì càng thơm lại càng thúi. Danny lấy lá bài trong áo ném cho Mejit. Quản lý gọi bảo vệ lục soát lại lần cuối. Thấy không ổn nên ông ném nó sang cho Luna bắt lấy. Người đẹp phi lá bài sang cho Jack. Anh vỗ vỗ vào lưng bảo vệ rồi rời đi. Vừa bước ra cổng Jack vội ném lá bài ra sau cho Mejit chụp lại. Tuy màn trình diễn có hơi lố nên ông bảo với quản lý mình thích nhảy Vinahow. Bây giờ việc quan trọng là đem con chip ra khỏi cổng an ninh. Mejit lấy lá bài ra khỏi nón để ném cho Jack. Cũng may Jack nhớ lại chiếc ví của mình liền đòi lại. Lợi dụng anh bảo vệ đưa chiếc ví, Mejit liền phi lá bài qua cổng an toàn. Vừa bước ra ngoài cả bốn đã lên xe bỏ trốn ngay và luôn. Bên này Dylan đi theo sự chỉ dẫn của Bradley đến tiệm đồ ảo thuật người Hoa. Vừa đưa tấm ảnh của bộ tứ kỵ sĩ, bà lão đã nhận ra bọn họ. Bà lão dẫn cả hai đi vào một căn phòng bí mật. Bên trong là vô số món đồ ảo thuật đã qua sử dụng. Trong đó có một chiếc két sắt đã cũ. Bradley nói cho anh biết đó chính là chiếc két mà cha anh đã biểu diễn năm xưa. Bà lão chủ cửa hàng còn đưa cho Dylan kỷ vật mà cha anh đã gửi lại cho mình. Đó chính là một chiếc đồng hồ đã cũ. Bradley lợi dụng cơ hội này trốn vào một chiếc quan tài xác ướp. Nhưng khi Dylan bước đến mở thì chỉ còn đúng cái mịt mà thôi. Tại một khu chợ tàu khựa, Dylan đã tìm được Danny. Nhưng anh ta nói Dylan không còn là đội trưởng nữa rồi, bây giờ tự mình đã có thể liên lạc với hội mắt thần. Đổ lỗi do Dylan đã đẩy bọn họ vào tình cảnh này. Dylan khi nghe những lời này rất đau lòng rồi rời đi. Tuy nhiên đời không như mơ, người của hội mắt thần xuất hiện lại là Walter. Hắn thừa nhận giả danh là người của hội mắt thần để chia rẽ anh và Dylan. Hắn ta còn dùng máy dò sóng để copy thông tin trong điện thoại Danny. Thấy Danny hết giá trị lợi dụng, Walter cho đàn em cướp lại thanh dữ liệu. Bất ngờ Dylan xuất hiện cho thằng em vài đấm rồi đẩy Danny chạy đi. Danny nhìn thấy con chip vẫn còn trong lá bài bèn rời đi. Bên trong Dylan trở thành mục tiêu bị truy sát. Anh dùng máy chụp hình làm chói mắt bọn đàn em của hắn. Dylan đắp sau tấm kính khiến bọn chúng tông vào ngất xỉu. Anh còn chụp một chiếc khăn múa một hồi rồi mất tiêu. Làm thằng nhỏ cầm dao cứ tưởng là anh, rồi bị rơi xuống hố. Đang leo lên lầu thì bị một tên cầm dao chém mỏi tay. Dylan móc trong đống rau củ ra hai sợi dây xua đuổi bọn chúng. Kế đó thể hiện một chút bản lĩnh phun lửa như mấy anh đạo tì. Cả đám người bay đến khống chế Dylan, sau đó ném anh ra bên ngoài. Chaser dùng cây dù đánh lạc hướng để đàn em đánh ngất Dylan. Bên này Danny đã gặp được đồng đội kể lại mọi chuyện. Bộ tứ kỵ sĩ nhìn thấy đám xã hội đen cẩu chiếc két Leonenside, biết rằng tới công chuyện rồi. Khi tỉnh dậy Dylan gặp lại kẻ thù đã hãm hại gia đình của anh, không ai khác chính là lão già Chetler. Lão tự hào về thằng quý tử bệnh hoạn bên cạnh. Walter cho mở chiếc két sắt Leonenside nhốt Dylan vào bên trong. Tên biến thái này nhìn chiếc két rơi xuống nước vô cùng khoái chí. Bên trong két sắt Dylan vô cùng chật vật khi nước tràn ngày một nhiều. Anh nhớ lại lời cha mình nói luôn thủ sẵn một thứ bên mình. Sau đó lấy chiếc đồng hồ rút ra một vật gì đó. Dylan cố gắng mở chiếc két. Một thời gian sau khi cánh cửa mở ra cũng đã kiệt sức. Trên bờ lão già Chetler bước vào trong xe cảm ơn Bradley đã đem Dylan đến cho mình. Lão đưa một phong bì cho Bradley và nói sẽ đưa nửa còn lại khi tóm được tứ kỵ sĩ. Bên này Danny bơi xuống nước giải cứu Dylan. Bộ tứ kỵ sĩ vui mừng khi đội trưởng đã quay trở lại với đội. Jack phát hiện ra con chip mà họ đang nắm giữ là giả mạo.
hóa ra đã có cao thủ nào đó ra tay đánh cháo tấm thẻ mà bọn họ không biết. Còn Walter không biết nên đuổi dí họ như mèo vần chuột. Danny nhớ lại trong sách có câu, quyền năng vĩ đại nhất của một ảo thuật gia vĩnh viễn ẩn chứa trong nắm tay rỗng của anh ta. Và ý tưởng anh ta có thể thuyết phục cả thế giới rằng anh ta đang mang theo mình một bí mật. Người nói câu đó chính là Leonel Sai, cha của Dylan. Thế là cả nhóm tương kế tự kế khiến Walter nghĩ rằng bộ tứ có thứ mà hắn tìm. Sau đó sẽ phơi bày và hủy diệt hai cha con lão ta. Bà lão và cháu trai cửa hàng ảo thuật cũng ra mặt giúp đỡ bộ tứ kỵ sĩ. Bọn họ cũng là người của hội mắt thần quyền lực. Thế là các hảo hán cùng nâng ly cho phi vụ sắp tới. Tứ kỵ sĩ lại xuất hiện trên YouTube tuyên bố sẽ phơi bày và đưa một người trở về từ cõi chết. Họ còn hẹn khán giả lịch diễn sẽ bắt đầu vào nửa đêm giao thừa tại London. Tin tức này nhanh chóng đã được truyền tải khắp thế giới. Mọi người háo hức đón xem bộ tứ kỵ sĩ sẽ làm điều gì thú vị. Chandler và con trai cùng nhau ngồi máy bay tiến thẳng đến London. Tối hôm đó, Jack đã xuất hiện đầu tiên tại một quán ăn đường phố. Anh phi lá bài lộ ra những lá bài to lớn. Jack mời một quý cô xinh đẹp làm khách mời. Rất nhanh đã có hai khách mời nam cùng biểu diễn. Jack ra hiệu cho hai lá bài hoán đổi với nhau. Tuy nhiên khi mở lá bài, cô gái lại xuất hiện ở nơi khác. Jack thực hiện lại màn trình diễn lần nữa. Nhưng lần này cả ba lá bài đều ngã xuống, còn khách mời đều biến mất. Ở một nơi gần đó, Luna xuất hiện gây sự chú ý của đông đảo khán giả. Nàng chỉ vào một người đàn ông trong quần anh ta liền bay ra một chú chim bồ câu. Sau đó lấy trong áo ra một chú chim khác. Tuy nhiên nàng lỡ tay làm đứt đầu con chim. Walter hack hệ thống camera của thành phố quan sát các điểm xuất hiện của bộ tứ kỵ sĩ. Tại điểm thứ 3, Danny xuất hiện giữa bầu trời đầy mưa. Walter cuống cuồng dự đoán điểm thứ 4 mà Magic sẽ xuất hiện. Hắn và Chandler còn phát hiện ra Dylan vẫn chưa chết. Chandler lấy xe lên đường đi truy bắt bộ tứ. Bên này Danny bảo rằng mưa là chúa tạo ra, và anh sẽ là người làm cho nó dừng lại. Anh giơ cánh tay lên, những giọt nước liền ngưng động lại. Không những vậy, anh còn làm cho những giọt nước bay ngược lên trên. Danny như một phù thủy hóa phép điều khiển những giọt nước di chuyển theo ý mình. Cả thành phố London mê mẩn xem màn trình diễn của bộ tứ kỵ sĩ. Magic định xuất hiện tại điểm thứ 4 thì bị ông anh Chaser bắt bài. Magic liền báo cho Dylan rằng kế hoạch của họ đã bị bại lộ. Dylan cảnh cáo cho cả nhóm di chuyển ngay lập tức. FBI cũng đã chú ý và tấn công đến bọn họ. Jack tạo ra cơn mưa bài rồi biến mất. Luna rũ chiếc áo cho lũ chim bay ra ngoài rồi tẩu thoát. Còn Danny ngã xuống vũng nước chỉ còn mỗi cái nghịch Jack. FBI xông đến nơi thì chẳng thấy ai trong bộ tứ kỵ sĩ. Jack Lee xuất hiện như một vị thần nói mình sẽ giúp FBI tóm gọn bọn chúng. Bộ tứ kỵ sĩ tập hợp lại điểm hẹn lên xe chia nhau chạy. Tuy nhiên vừa mới chạy được một chút, Jack đã bị hạ. Những người khác cũng không may mắn hơn là bao. Magic không biết chạy kiểu gì mà đâm đầu nạp mạng. Kết cục là toàn đội bị bắt tống lên xe tải. Bên trong, lão cáo già Chandler và con trai vô cùng đắc ý. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã đưa bọn họ đến một chiếc phi cơ của lão. Bộ tứ kỵ sĩ cùng đội trưởng bị dẫn vào bên trong. Chandler hỏi Dylan về con chip kia đang ở đâu. Thấy anh không trả lời, Walter liền dọa giết chết Luna. Dylan bảo Danny hãy giao ra tấm thẻ cho bọn chúng. Walter liền kiểm tra tấm thẻ có phải hàng thật hay không. Bộ tứ kỵ sĩ lo sợ kế hoạch bại lộ liền giả vờ cãi cọ với nhau. Tuy nhiên một điều bất ngờ, con chip kia là hàng thật, giá thật. Thấy đám người này hết giá trị lợi dụng, lão ta liền bảo đàn em ném bộ tứ xuống sông. Ông ta còn vui sướng đem chai rượu trị giá 1,2 triệu đô ra ăn mừng. Chandler mở cửa máy bay ra ném từng thành viên bộ tứ kỵ sĩ ra ngoài. Lão cáo già nâng ly cùng con trai thì bị nghiệp quật. Khi mở thử con tem ra thấy bên trong có một lá bài thật to. Chai rượu bỗng dưng đổi thành màu xanh. Chiếc máy bay bỗng mất điện, đám người bộ tứ kỵ sĩ hiện hồn về đòi mạng. Walter bước lại gần cửa sổ bỗng giật mình. Thì ra chiếc máy bay của họ vẫn đứng yên và đang trôi nổi trên sông. Cả thành phố London tập trung đông nghịt hai bên bờ. Đám vệ sĩ của lão ta bị cản lại bởi một lớp cửa. FBI cũng tham gia náo nhiệt định hốt trọn ổ. Các thành viên bộ tứ kỵ sĩ hào hứng giới thiệu đội trưởng Dylan. Ông đã chuẩn bị sự kiện này phát trực tiếp màn biểu diễn này cho mọi người trên toàn thế giới. Jack cũng giải mã trò chơi tìm kiếm quý cô. Thật ra họ luôn chuẩn bị một lối đi khác để qua mắt mọi người. Họ còn đánh ngất người lái xe tải để dẫn Chandler đến nhà chứa máy bay đã chuẩn bị sẵn. Còn chiếc máy bay thì được ảo thuật bởi những cánh quạt máy to lớn. Ý tưởng ném tứ kỵ sĩ ra khỏi máy bay cũng đã được nhồi nhét vào đầu của Chaser. Danny dùng ảo thuật lấy con chip từ túi áo của Walter. Bộ tứ kỵ sĩ vạch trần bí mật của tấm thẻ lạ, thao túng thị trường và lôi kéo chính phủ ăn trộm quyền riêng tư của mọi người. Cho nên bộ tứ kỵ sĩ đến đây để vạch trần bộ mặt xấu xa của bọn chúng. Khán giả hai bên bờ sông hò reo cổ vũ tứ kỵ sĩ. Đêm giao thừa pháo hoa cũng được phóng lên chúc mừng năm mới. FBI đã đến nơi bắt lấy hai cha con Walter. Tuy nhiên bộ tứ kỵ sĩ lại biến mất không để lại một dấu vết. Trước khi rời đi, Dylan còn để lại tất cả thông tin phạm tội của chúng cho nữ đồng nghiệp. Walter hứa với bố mình sẽ rút kinh nghiệm không để có lần sau.
Lão già thức điên nói đợi lần sau chắc ta đầu thai kiếp khác quá. Trên không ánh đèn hiện lên ký hiệu hội mắt thần. Sáng hôm sau bộ tứ và đai lần đến thăm trụ sở của hội mắt thần. Và gặp lại bà chủ cửa hàng ảo thuật, bên này còn có hẳn một căn phòng kỷ niệm ảnh của các ảo thuật gia nổi tiếng thế giới. Bờ Giác Ly xuất hiện xin lỗi đai lần về chuyện năm xưa. Ông và cha của anh là bạn thân của nhau. Cái chết của Leonel Sai cũng là chuyện mà ông hối tiếc nhất. Ông đã không giải thích rõ ràng cho anh về mọi chuyện. Nhưng khi đai lần gạt bỏ mọi thù hận với ông để cứu lấy bộ tứ kỵ sĩ, Bờ Giác Ly thừa nhận đã sắp xếp mọi thứ ngay từ đầu. Cả chiếc đồng hồ của bố anh cũng là do ông đưa. Bên ngoài bộ tứ kỵ sĩ thấy những hình ảnh của họ được sưu tập rất chỉnh chu. Trong đó còn có màn trình diễn tại Okta của bọn họ. Bất ngờ hơn là họ gặp lại anh chàng quản lý an ninh của công ty Okta. Dylan đã chấp nhận tha thứ cho Bờ Giác Ly và xem ông như là một người thân của mình. Bờ Giác Ly gợi ý cho anh nên tìm một người kế vị thay mình. Cả nhóm tứ kỵ sĩ đi vào bên trong. Bờ Giác Ly dẫn mọi người bước đến một chiếc cầu thang hình xoắn ốc trông giống như một con mắt. Đến đây là hết phim rồi. Ảo thuật không phải là một phép màu trong truyện cổ tích, mà nó được sắp xếp chuẩn bị khéo léo bởi những nhà ảo thuật tài ba. Mọi công đoạn đều được chuẩn bị thật chi tiết để đánh lừa thị giác của bạn. Vì vậy bạn càng chú ý bạn càng dễ bị lừa. Nếu thấy hay hãy cho mình một like cùng một bình luận ý nghĩa về bộ phim này nhé. Đừng quên đăng ký và bật chuông thông báo để xem các review mới nhất của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.